nam thanh niên nghi ngáo đá cầm dao và gậy sắt cố thủ trên mái nhà nghi ngờ một nhóm người đang đuổi đánh mình. Một nam thanh niên từng có ba tiền án nghi ngáo đá cầm dao bỏ chạy. Sau đó leo lên các mái nhà nhảy qua nhảy lại. Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 8 tháng 11, một số người dân ở hẻm 86 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thành Công. Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk phát hiện một thanh niên có biểu hiện ngáo đá, xăm trổ đầy mình, trên tay cầm con dao dựa vào một đoạn cây sắt dài khoảng 3 mét, nhảy qua nhảy lại trên các ngôi nhà trong con hẻm nên báo cơ quan chức năng. Theo Trung tá Phan Hồng Sơn, trưởng Công an phường Thành Công cho biết, sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt thuyết phục nam thanh niên và đề nghị những người dân gần đó đóng kín nhà cửa đồng thời báo lên công an thành phố Buôn Ma Thuột và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Đắk Lắk đưa người đến hỗ trợ và lên phương án giải cứu nam thanh niên. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng yêu cầu người nhà của nam thanh niên đến để thuyết phục nhưng bất thành. Do nam thanh niên lúc nào trên tay cũng lăm lăm con dao dựa và cây gậy sắt nên lực lượng chức năng không thể tiếp cận đến khoảng 17 giờ 30 phút. Sau nhiều giờ được người nhà thuyết phục thì nam thanh niên đã trèo xuống và ngay sau đó đã bị cơ quan công an bắt giữ, đưa về công an phường thành công tại cơ quan công an. Nam thanh niên cho biết tên Trịnh Quốc Chiến, sinh năm 1982, trú tại xã Phú Xuân, huyện Crong Năng, tỉnh Đắk Lắk. Hai ngày nay Chiến lên nhà người anh ở phường Thành Công chơi, trưa nay. Bỗng nhiên chiến thấy có một nhóm người đuổi đánh mình nên vội vàng xuống nhà lấy một con dao dựa rồi bỏ chạy sau đó leo lên các mái nhà ở hẻm 86. Được biết, chiến từng có ba tiền án về các tội trộm cắp tài sản, cướp và hiếp dâm vừa mới ra tù được hơn 3 tháng. Hiện công an phường thành công đang làm việc với chiến làm rõ vụ việc.